chia sẻ máy Kubota DC 93 độ hàng 95. Máy này đi chung một cặp nhưng mà máy kia chạy đầu ngoài các bạn. Máy kia mới hơn, máy này thì mình biết cho độ lên này kia thì cũng ngon lành. Tốc độ cũng dữ dằn lắm các bạn ơi, nhưng mà này dằn lưới sập nên anh tài xế chạy rất là kỹ luôn nha. Giờ anh cho chia len ra này các bạn. Sơn mấy cái màu ở chỗ cái nhông đó thì rất là đẹp. Cái này thì cái bồn hứng nó có hai chỗ xả. Cái này ở trên nó thốt nốt dây đồng hứng mình ghiền luôn rồi. Cánh đồng mình hôm nay thì ba chiếc 193 với chiếc 100 hết tốt bên kia. Chiếc 93 thì rất là nhanh ha, cánh đồng này chắc xong luôn rồi. Cánh đồng này cũng nhỏ. Cái dàn lúa ở đây sập quá sập rồi, như tấm điểm luôn các bạn ơi. Máy 93 lên hàm 95 là chạy không bữa máy mà. Tốc độ rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái hình ảnh bằng livecam nha các bạn, từ trên cao xuống. Mình đang bay cái chiều cao khoảng 4 mét rồi các bạn. Mình di chuyển theo chiếc máy DC93 ha. Hôm nay mình chia sẻ máy DC93 các bạn. Hiện tại thì đang thu hoạch cái dàn lúa giống Jasmine. Nhưng mà cái dàn lúa này rất là sập luôn các bạn ơi. Sập sát hết rồi. Nay thu hoạch rồi cũng trên dưới được 1 tấn 1 công đó các bạn. Nếu mà lúa không sập thì trên tấn nha. Lúa ở đây thì cái vụ này thì giá nó cũng không được cao. Khoảng 5.800-5.900 kg rồi các bạn. Lúa tươi thì máy đang thu hoạch rất là nhanh. Thì máy DC93 này thì mình thấy được độ chiếc hàm DC95 các bạn. Mấy anh máy này nãy mình có hỏi thì được biết mấy anh ở thốt nốt chạy đồng xuống đây ha. Ở đây thì khu ở dòng ghiền Kiên Giang các bạn. Cánh đồng hôm nay thì cũng thu hoạch được 2-3 chiếc máy gì nè. Cánh đồng rất là rộng luôn các bạn.